Trời, chúng ta lại được gặp nhau lắm em. Thì tiết trước cô đã cho em tìm hiểu là cái bài tiếng Việt, đó là bài Câu Cầu Khiến. Và trước Tết nữa thì chúng ta cũng đã cũng có tìm hiểu một cái bài tiếng Việt nữa, đó là bài là Câu Nghi Vấn. Thì đó là một trong hai kiểu câu được văn lại theo mục đích nói. Tiết này chúng ta lại tìm hiểu thêm một kiểu câu nữa cũng được văn lại theo mục đích nói, đó là cái kiểu câu gì. Thì trước khi vào bài học mới, cô sẽ cho mấy em xem hai cái bức tranh. Một bức tranh là có hình ảnh một cô bé bán diêm đó mấy em. Bên này là một bức tranh về cái cảnh đẹp mang cái di tích văn hóa, đó là Vịnh Hạ Long. Em hãy đặt câu phù hợp với hình ảnh sau. Chúng ta lấy cái hình ảnh về cô bé bán diêm. Thì chúng ta có thể đặt câu như sau: ôi số phận của cô gái bán diêm thật bất hạnh. Chúng ta thấy cuối câu có một dấu chấm cảm. Chúng ta thấy nó có cái dấu hiệu như thế nào. Tương tự cái hình thứ hai thì cô đặt câu là chao ơi cảnh Vịnh Hạ Long thật đẹp xiết bao, cũng có cái dấu chấm cảm. Thì chúng ta nhìn thấy hai cái kiểu câu này nó đều có dấu chấm cảm, nghĩa là nó thể hiện cái tình cảm, cảm xúc của con người chúng ta. Thì chúng ta thấy khi chúng ta có cái tình cảm, cảm xúc bộc lộ ra bên ngoài, thì chúng ta đặt một cái kiểu câu như vậy, và người ta nói đó là một cái kiểu câu là câu cảm thán. Em cảm thán là nó thể hiện cái tình cảm, cảm xúc. Để hiểu rõ hơn về bài này thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu cụ thể. Em mở sách trang 43 giùm cô. Chúng ta sẽ đi vào một La Mã, đó là về đặc điểm hình thức và chức năng. Em đầu tiên là về đặc điểm hình thức thì chúng ta xét về cái ví dụ trong sách. Thì trong sách trang 43 nó cho mình hai cái đoạn, một cái đoạn văn của nhà văn Nam Cao trích trong văn bản Lão Hạc, và một cái bài là thơ Nhớ Rừng của Thế Lữ. Mà người ta kêu trong những đoạn trích trên câu nào là câu cảm thán, và được dựa vào dấu hiệu nào cho biết nó là câu cảm thán, và câu cảm thán nó dùng để làm gì. Thì hai cái đoạn trên đầu tiên chúng ta tìm hiểu thì nó có những câu câu cảm thán, tức là câu nào nó thể hiện cái cảm xúc của con người, cái tình cảm của con người. Thì chúng ta thấy cái đoạn A lắm em, thì chúng ta có cái câu thể hiện tình cảm, cảm xúc của người, đó là hỡi ơi Lão Hạc. Và ở đoạn B thì chúng ta có cái câu là đang ôi, là nó thể hiện cái tình cảm, cảm xúc của con người em. Rồi đặc điểm hình thức nào cho biết nó là câu cảm thán? Thì chúng ta thấy là về đặc điểm hình thức thì nó có cái dấu chấm cảm đấy em, và đồng thời nó có cái từ là ơi trong câu A, và trong câu B nó có từ ôi, nghĩa là gì? Đó là những cái từ ngữ cảm thán ha. Và những từ ngữ cảm thán đó nó góp phần nó tạo thành câu cảm thán, và nó cũng có thể tạo thành một câu đặc biệt, là một bộ phận độc lập trong câu, và nó thường đứng ở đầu câu. Ví dụ như chao ơi cũng là câu đặc biệt, hoặc chao ơi 3 tháng sau mà dài như một thế kỷ cũng là một bộ phận biệt lập trong câu. Chúng ta thấy nè, để phát sâu nội dung bài học thì chúng ta có một câu hỏi thảo luận nhỏ em, là nêu những điểm giống và khác nhau của câu cầu khiến và câu cảm thán. Câu cầu khiến thì cô mới vừa dạy em ở tiết trước, thì chúng ta thấy những điểm giống nhau là nó đều sử dụng cái dấu chấm than ở cuối câu em, và nó khác nhau là về câu cầu khiến nó có sử dụng cái từ cầu khiến hãy đừng chớ đi thôi, hay là ngữ liệu cầu khiến nó đều dùng để ra lệnh, yêu cầu, đề nghị, khuyên bảo. Còn riêng câu cảm thán thì nó sử dụng cái từ cảm thán, từ ôi, từ than ơi, từ hỡi ơi, từ biết bao, từ thay, với mục đích là bộc lộ cái trực tiếp cái cảm xúc của người đó.
qua cái ví dụ và qua cái phân loại giữa câu cầu khiến và câu cảm thán thì chúng ta rút ra được cái ghi nhớ, đó là về đặc điểm mình thức thì câu cảm thán nó có những cái từ cảm thán để mình nhận diện, ví dụ như là từ ôi, từ than ôi, từ hỡi ơi, từ chao ơi, hoặc là chao ơi, trời ơi, thay biết bao xiết bao biết chừng nào, đó là những cái từ ngữ cảm xúc lắm em, và nó kết thúc bằng dấu chấm than ở cuối câu và nó xuất hiện trong ngôn ngữ nói hàng ngày hay ngôn ngữ văn chương. Về đặc điểm chức năng thì nó bộc lộ cái tình cảm cảm xúc của con người chúng ta. Chúng ta sẽ về cái phần ghi nhớ đó mấy em, và đặc điểm mình thức và chức năng là mấy em cần phải biết vào và mấy em cần phải học thuộc ghi nhớ dùm cô mấy em. Và cô sẽ có một cái sơ đồ khái quát cụ thể về câu cảm thán mấy em, về hình thức và chức năng. Phần này mấy em có thể viết vào để khắc sâu kiến thức của cô. Cô sẽ tổng học lại ba cái kiểu câu mà mình đã học từ trước Tết đến bây giờ, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán, về đặc điểm mình thức, về chức năng. Phần này mấy em có thể viết vào để mấy em tìm hiểu thêm, để mấy em ôn lại cái kiến thức cũ với mấy em. Và để khắc sâu được nội dung bài học hơn thì cô cho một cái tình huống ha, với cùng nội dung. Mỗi đội chơi hãy đặt ba câu, một câu nghi vấn, một câu cầu khiến hay một câu cảm thán. Tức là cái tình huống mà giờ ra chơi các em thấy bà học sinh đang vứt rác thì các em sẽ về mấy em tập, mỗi bạn đặt ba câu cho cô, một câu nghi vấn, một câu cầu khiến, một câu cảm thán. Nghĩa là mình nội dung là mình kêu bạn nó dừng cái hành động mà vứt rác đó. Mỗi em bày đặt cho cô ba câu hết em, mỗi kiểu câu là một câu, một câu nghi vấn, một câu kiến, một câu cảm thán. Rồi trước khi qua phần hướng dẫn tự học á, thì cô nói về cái phần hai la mã luyện tập với em, thì chúng ta có tổng cộng là 6 bài tập. Thì 6 bài tập này mấy em về nhà mấy em tìm hiểu, mấy em làm giùm cô. Nếu có gì thắc mắc thì mấy em liên hệ với cô ha, để mà mấy em hỏi. Rồi phần hướng dẫn bài học ở tiết sau á, là mấy em sẽ soạn bài câu trần thuật ha, mấy em sẽ trả lời những câu hỏi trong sách giáo khoa. Cái bài câu trần thuật thì tiết sau mấy em sẽ trả lời câu hỏi sách giáo khoa trang 45 với mấy em, để mình học tiết tốt hơn ở bài sau mấy em. Rồi cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe cái nội dung bài học hôm nay chúng ta kết thúc. Cô hẹn gặp mấy em ở tiết sau mấy em.